Nếu nói về hiệu ứng trong game thì các bạn cũng biết rằng là một con game sẽ có rất nhiều hiệu ứng. Đấy, hiệu ứng nổ này, hiệu ứng đầu đạn va chạm với vật thể nào đấy này, hiệu ứng tuyệt chiêu, hiệu ứng phép thuật rất nhiều. Thì do dự án này nhỏ cho nên mình chỉ tạo ra một cái effect manager thôi. Còn đối với những dự án phức tạp hơn thì có thể các bạn sẽ có tới 2-3 effect manager để chuyên quản lý một loại hiệu ứng nào đó. Thì như vậy có nghĩa là kế hoạch một cái manager này sẽ quản lý nhiều hiệu ứng. Ở đây mình chưa có nhiều hiệu ứng nên mình sẽ giả lập là mình cũng clone con này ra, xong mình đổi tên một tí thôi. Đấy. Đấy. Các bạn thấy là ba ba cái, các bạn cứ giả bộ như đây là ba cái hiệu ứng khác nhau nhé. Thì cái manager này nhiệm vụ của nó là phải có một đoạn code tự đọc tự hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn hứng lên, các bạn tạo một cái hiệu ứng mới thì cái thằng manager này nó phải tự động nhận dạng cái đấy, thì như mình đã nói lúc trước ấy, các bạn làm code, các bạn làm phần mềm, các bạn phải tư duy tự động hóa nhiều vào, làm sao để các bạn không phải nhớ. Từ đấy các bạn sẽ có phải làm những đoạn code tự động và nó giảm bớt cho các bạn rất là nhiều. Thì code đã nhớ giùm các bạn rồi. Thì ở đây mình sẽ add một cái effect manager code mà mình đã viết vào. Thì ở đây hôm nay mình sẽ viết sẵn code và mình sẽ trình bày cho các bạn luôn, chứ không để các bạn theo từng dòng code nữa, nó sẽ mất thời gian. Đây effect manager có chỉ khoảng 50 dòng code thôi, mình sẽ đi từng cái phân tích một nhé. Đầu tiên nó là cái static instance này, thì cái giải thuật này chúng ta đã quá quen rồi. Nó copy từ bên cái player controller này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ có một player thôi, cho nên phải dùng kỹ thuật singleton được. Thì ở đây effect manager mình cũng chỉ có một nên mình sẽ dùng singleton được. Các bạn có thể lập luận rằng ơ thế thì trường hợp mà có nhiều effect manager thì sao? Thì đó các bạn phải đặt tên cho tụi nó khác nhau. Ví dụ như effect bullet, effect spell, effect explosion, thì các bạn như vậy thì các bạn vẫn vẫn sử dụng singleton được, bởi vì nó là những cái thực thể khác nhau. Rồi sau đấy mình sẽ dùng trong hàm effect này để mình load cái này, và mình tạo ra một cái biến để mình chứa tất cả những cái effect mà mình có trong cái game này. Thì trường hợp ở đây là mình lấy tất cả những cái effect mà đang là con của cái manager này. Và nhìn thấy đây, đây là con đúng chưa? Thế thì câu chuyện là làm sao để code có thể tìm hết tất cả những cái con này và tự động add vào trong cái list chỗ này. Thì đây là giải thuật đây nhá. Đầu tiên là mình gọi ngay hàm effect này, gọi load effect. Thì cái này mình sẽ cho add cho nó rõ nghĩa nhá. Rồi. Đầu tiên là mình phải khởi tạo cái biến này. Đấy, khởi tạo cái biến này, một phần để reset luôn. Rồi, sau đó là mình sẽ dùng cái cấu trúc mới, đây là cấu trúc for x. Các bạn đã từng biết về cấu trúc for đúng không? Cấu trúc for xong mình tạo một biến y nào đấy. Thì đây là cấu trúc for x. Thì cấu trúc này nó cũng tương tự như vậy, nhưng thay vì nó mình chỉ định cho nó là chạy for bao nhiêu lần, thì for x này ấy nó sẽ tìm xem trong cái biến bên 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 phải chữ in này này, đấy, biến phải chữ in này này là đối tượng con của nó có bao nhiêu cái, thì nó sẽ tức là trong đối tượng bên phải này có bao nhiêu phần tử thì nó sẽ lặp bấy nhiêu lần. Đấy. Thì đối với Unity nhé, cái này mình nói với Unity nhé, đây không phải là của C# nhé, mà đây là đối với Unity nhé. Thì nếu bạn truyền transform của cái đối tượng vào thì nó sẽ tìm xem trong cái transform đấy có bao nhiêu phần tử con, thì nó lặp bấy nhiêu lần, và mỗi lần nó lặp nó sẽ cho mình cái biến chỗ này để mình làm việc với từng phần tử con lần lượt một. Thì ở đây mình có là 4 phần tử con thì nó sẽ chạy for x 4 lần, và cứ mỗi lần chạy như vậy á, thì mình sẽ lấy cái children này mình add vào trong cái danh sách object ở đây, thì biến add này. Cái này các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Thì ở đây thứ nhất là các bạn lưu ý nhé, chỗ này này là phải là transform, bởi vì bên này mình truyền transform vào thì chỗ này nó sẽ là transform, và bởi vì chính vì chỗ này là transform cho nên là chúng ta phải chuyển nó thành game object. Bởi vì sao? Bởi vì cái list chúng ta là list game object chứ không phải là list transform, cho nên là chúng ta sẽ dùng game object chỗ này. Thì nhiều bạn có thể lập luận rằng thế thì tại sao không làm chỗ này là transform cũng được nhé, không vấn đề gì. Các bạn chuyển này transform, các bạn đổi giải thuật lại một tí, tuy nhiên mình sẽ vẫn để nó là game object và mình sẽ chuyển chỗ này thôi. Đấy, sau khi chuyển chỗ này xong thì chúng ta sẽ tiến hành tắt nó đi. Đấy, tắt nó đi giống như là với lại con đường và enemy cũng vậy. Chúng ta sau khi đã liên kết xong rồi chúng ta sẽ tắt nó đi. Đấy, ở đây mình sẽ ví dụ nhé, chạy ví dụ cho các bạn xem. Đây manager đầu tiên là không có gì nhá, ở đây là 4 phần tử nhé. Mình chạy play lên thì nó sẽ tự động load ra đúng 4 phần tử luôn và tự động tắt luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử bỏ đi một phần tử xem là nó có tự động nhận dạng không nhá. Đây nhận phần tử, đây tự động nhận đâu, chỉ còn lại ba thôi. Và nếu như mình thêm một phần tử khác, tên khác, thì tự động nó cũng sẽ nhận dạng luôn. Đấy, làm code tự động hóa xuống đó, chỉ làm một lần thôi, sau này mình sẽ, đây các bạn thấy không, tự động nó nhận dạng hết rồi. Tiếp theo nhé, đây là phần load nhé.
Thì bây giờ mục đích của cái Effect Manager này ấy, là bất kỳ khi nào có đối tượng nào có nhu cầu spam ra cái hiệu ứng thì sẽ gọi hàm này. Thì để spam ra hiệu ứng, thứ nhất là đối tượng bên kia phải nói cho cái manager này biết rằng mày muốn spam ra cái nào, thì mình sẽ truyền vào một cái biến tên là name. Thì name này mình quy tắc là sẽ đặt giống name với chỗ này. Ví dụ như đây là option A đúng không, thì truyền explosion A vào đấy, truyền bằng A vào đây thì tự động nó sẽ nhận dạng và nó lấy ra, và sau đó sẽ cho cái manager này biết là mày muốn spam ra chỗ nào và cái góc quay của cái đối tượng đó là bao nhiêu, một cái mặc định như vậy nhá. Rồi thì sau khi nhận được cái biến effect name này rồi thì sẽ có một hàm khác để làm nhiệm vụ gì, hàm get này này đấy, hàm get này nhá. Nhiệm vụ của nó là nhận ra cái tên và nó sẽ lập một lần nữa for each vào danh sách những cái hiệu ứng mà mình đã load được. Và lần này là vì sao, lần này là vì cái effect này nó là list object, cho nên chỗ này của nó sẽ là game object children. Và chúng ta sẽ so sánh rằng nếu như mà cái children này có tên bằng với tên hiệu ứng này thì sẽ return ra cái đối tượng đấy, và nếu không có return luôn. Thì các bạn sẽ đặt đặt câu hỏi rằng thế nếu lỡ như bây giờ mà có hai đối tượng nó cùng tên nhau thì sao, thì nó sẽ trả lại thằng đầu tiên và các bạn sẽ không bao giờ lấy được thằng thứ hai, tốt nhất là đừng đặt cho nó trùng nhau. Và mình nghĩ cũng không ai dạy đến mức mà đặt hai hiệu ứng trùng nhau thì làm sao mà code được đúng không, chỉ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Thì những cái lập luận đấy các bạn có thể đặt câu hỏi, nhưng các bạn cũng đừng bận tâm lắm, nếu mà ai đã hỏi cho bạn câu hỏi đấy thì các bạn cũng mặc kệ, người ta đang hỏi khó bạn thôi đấy. Rồi tiếp theo là sau khi bạn lấy được cái object ra rồi thì các bạn dùng cái kỹ thuật instant các bạn đã biết từ trước đấy, các bạn spam ra cái đối tượng đấy theo cái vị trí và tọa độ mà bên ngoài họ truyền vào, sau đó các bạn bật cái đối tượng này lên là xong. Đó là phần spam. Các bạn có thể xem là xem là chỗ này mình đã xài ở đâu nhé. Đây hạ biến này mình chưa xài chỗ nào cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ xài biến nó như thế nào, thì các bạn thấy trong gameplay nhé, các bạn thấy trong gameplay nhé, một khi chúng ta spam ra quả bom đấy, khi chúng ta spam ra quả bom thì quả bom nó sẽ chạm vào xe và quả bom nó sẽ nổ. Thì ở tình huống này các bạn sẽ phân tích rằng là cái sự vụ nổ là do quả bom nó tạo ra, thì các bạn phải vào code của quả bom đấy. Đây là lập luận phân tích thôi nha, chứ không có đúng sai, bạn thấy cái nào hợp lý thì bạn làm nhé. Đây mình sẽ bom refab đây, thì chỗ dump receiver đây vào chỗ này, thì chỗ này nó có hàm là nếu như quả bom này chết tức là hết máu thì nó sẽ nổ đấy. Chỗ này chúng ta sẽ thêm chỗ này phức tạp một chút, thì chúng ta sẽ sau sau khi destroy quả bom thì mình sẽ phát hiệu ứng vụ nổ bằng cách là effect manager instant đấy, singleton. Chúng ta spam, chúng ta muốn xuống ba cái hiệu ứng nào, chúng ta đang chỉ có mỗi cái explosion A này thôi, thì các bạn nhớ ở đây các bạn có thể gõ cũng được, nhưng mình khuyên là nên copy nhé, bởi vì gõ nó sẽ dẫn tới gõ tính chất gõ thực chất chính là thủ công, mà thủ công sẽ dẫn tới lỗi, các bạn hạn chế gõ. Khi mà có thể copy path thì copy nhé. Rồi chúng ta có vụ nổ ở đây, chúng ta truyền vào vị trí của nó. Tạm thời thì cái góc quay chúng ta chưa làm thì chúng ta sẽ để như thế này, rotation đấy, cứ truyền vào, tại vì hàm ở đâu thì cứ truyền vào thôi. Đây chỗ này là position nhé. Đấy xong, và chúng ta chạy thử nhé. Rồi chúng ta sẽ bật cái đồ chạy thử ở đây. Và sẽ thấy là ba quả bom này tổng sẽ bị disable đi nhé. Đây ba cái này sẽ bị bốn cái này sẽ bị disable đi khi mà chạy. Có lỗi gì đấy? Mình xem nào. Chỗ này đang thiếu chấm than. Chấm phẩy. Rồi ok. Đấy, rồi chúng ta play nhé. Play thì xe sẽ chạy này. Đấy, và ba bốn quả bom này sẽ bị ẩn đi do code này. Rồi các bạn cho quả bom chạy nổ thử nhé. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà có một vấn đề ở đây là gì? Cái việc hưởng nổ bom nó nổ chậm lắm, cho nên là các bạn nhìn kỹ trên phần scene nhé, nó có nổ rồi đấy nhưng mà nó không được đẹp lắm. Vì sao? Bởi vì cái tốc độ bom nổ chậm quá. Chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta chọn vào bỏ bom A này, chúng ta chọn vào animation. Các bạn nhớ lần trước chúng ta đã kéo lên tới 35 keyframe đúng không, thì có vẻ như là không không chậm quá, thì chúng ta kéo xuống lại bằng 5. Thì mình đã thử và thấy tốc độ 5 là tạm ổn. Mình chạy thử lại nhé. Rồi xe đâu? Đấy đấy các bạn thấy không, thì đấy mình sẽ thấy ổn hơn. Để các bạn thấy không, mỗi lần nó chạm nó tạo vụ nổ này, thì như thế này là ổn rồi, mình nghĩ là ổn đối với hiệu ứng bom rồi. Đấy, cho nổ thêm vài cái nữa, một lần hai lần ba lần đấy, ok đấy nhá. Thì mình nghĩ là hôm nay chỉ như thế thôi, hôm sau chúng ta sẽ làm tiếp tới vụ nổ cho chiếc xe. Ok, chào các bạn.